Xin chào các bạn. Dùng iPhone đã lâu, các bạn đã bao giờ chắc chắn rằng mình đã sạc pin đúng cách hay chưa, để tránh ảnh hưởng đến pin cũng như là tuổi thọ pin và ảnh hưởng đến quá trình các bạn sử dụng. Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn và nêu cho các bạn cách để các bạn có thể sạc pin chuẩn và đúng nhất. Đầu tiên đó là các bạn dùng iPhone hoặc là bất kỳ một điện thoại nào, các bạn không nên các bạn vừa cắm sạc các bạn vừa dùng. Cái tình trạng này mình thấy là có rất nhiều bạn đang gặp phải. Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc pin của chúng ta đấy. Vì khi mà các bạn vừa dùng vừa sạc ấy, thì pin nó sẽ được nguồn điện nạp vào và nó sẽ nhiệt độ nó sẽ cao đó. Bởi vì khi mà các bạn dùng nữa ấy, cộng thêm các bạn dùng nữa thì cái phần máy của các bạn cũng như là pin của các bạn nó sẽ càng ngày càng nóng lên. Vì thế việc ảnh hưởng đến việc chai pin cũng như là tuổi thọ pin giảm nhanh là nguyên nhân do đây. Và cái một phần nữa đó là khi mà các bạn vừa dùng vừa sạc ấy, thì nó sẽ không được an toàn cho người sử dụng nhé đó. Tiếp theo, trong quá trình các bạn sử dụng, các bạn không nên để pin dưới 30% rồi mới đi sạc. Trong quá trình sử dụng không nên để dưới 30% pin rồi các bạn mới đi sạc. Vì sao? Bởi vì hầu hết các bạn đã biết những cái dòng điện thoại đời mới bây giờ đều trang bị cái công nghệ sạc nhanh rồi, nên là việc sạc pin cũng rất là nhanh thôi. Vì thế nếu mà các bạn để dưới 30% pin trong khoảng thời gian từ 0 cho đến 50%, đây sẽ là cái thời gian nếu mà các bạn sạc ấy, thì cái nhiệt độ của pin sẽ là cái nhiệt độ cao nhất đó. Vì thế nó gây nên nóng máy này, nóng pin này đó. Trên 50% thì cái nhiệt độ nó sẽ được giảm đi. Vì thế để hạn chế cái nhiệt độ cao trong khoảng thời gian dài thì các bạn nên để cho mình khoảng từ 30% pin mà các bạn cắm sạc luôn nhé, đừng để dưới 30% pin. Không nên để dưới 30% pin mới sạc. Và cái cách tiếp theo này, vậy thì sạc bao nhiêu phần trăm là đủ? Tức là các bạn không nên sạc đầy 100%. Tại sao lại không nên sạc đầy 100% pin? Đó, nhiều bạn hay có cái thói quen là các bạn sạc qua đêm. Đấy, các bạn sạc qua đêm để cho nó đầy, nó tự ngắt lúc nào cũng được. Đúng, iPhone nó có cái phần tính năng là tự ngắt sạc iPhone hoặc là trên iPhone ấy, nó có tính năng hoặc là tất cả các dòng máy cũng vậy, đều có tính năng là đầy thì nó sẽ tự ngắt. Nhưng các bạn sẽ hiểu rằng khi mà đầy rồi thì nó sẽ tự ngắt rồi. Và trong cái khoảng thời gian mà nó đầy thì cái thời gian để pin nó tiếp tục nuôi, ví dụ như là những cái ứng dụng cũng như là cái thời gian tắt màn hình này, nó sẽ giảm đi. Trong đó nó khoảng thời gian từ 1 tiếng chẳng hạn, nó sẽ giảm đi khoảng 1% pin đến còn 99%. Thì tiếp tục khi mà cái pin nó xuống 99%, sạc nó lại tiếp tục cung cấp nguồn điện vào. Cứ như thế, cứ đầy xong lại ngắt, xong rồi lại cứ hết pin, cứ giảm pin đi thì sạc nó tiếp tục cứ ra điện vào như thế, thì cái chu kỳ sạc nó sẽ không đều, dẫn đến tình trạng là cái pin nó sẽ nhanh hỏng hơn. Đấy, vì thế các bạn nên để cho mình trong cái khoảng pin sạc ấy nó vào khoảng 96-97%, đấy, hoặc là cùng lắm đến 98%, các bạn rút ra, các bạn không nên để đầy 100% nhé. Đấy, hoặc là đơn giản các bạn sạc khoảng 70-80% cũng được. Đấy, các bạn cứ dưới 30% các bạn sạc vào cho mình, 70-80% các bạn rút sạc vào cho mình. Và một cái điều nữa cũng khá là quan trọng, đó là các bạn hiện nay trên thị trường có rất nhiều những cái mẫu cáp sạc. Đấy, chuẩn cũng có mà không chuẩn cũng có. Vì thế mình khuyên các bạn nên dùng những cái cáp sạc chuẩn, ví dụ như chuẩn cái công suất, ví dụ như 20W này, 15W này, khi mà cái tương ứng với cái công suất mà nhà sản xuất đưa ra với cái máy của các bạn. Không nên dùng những cái sạc kém chất lượng, nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến pin của các bạn nhé. Nếu mà dòng điện nó không đủ, công suất nó không đủ sạc để cho cái pin của các bạn ấy, ví dụ như một cái pin nó yêu cầu sạc phải đủ công suất từ 15W trở lên hoặc 20W trở lên, thì các bạn sạc những cái dòng cái sạc mà nó kém chất lượng thì dòng điện nó không đủ, dẫn đến tình trạng pin nó cũng sẽ nhanh hỏng và
xuống cấp nhé, các bạn lưu cho mình. Với các cách trên thì mình hy vọng những bạn nào mà từ bấy năm nay các bạn dùng, các bạn chưa sạc theo cái cách mà mình vừa hướng dẫn như là vừa nêu, hy vọng các bạn thử, các bạn làm theo và mình chắc chắn rằng sẽ thấy hiệu quả với các bạn ạ. Và nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè biết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.